đấy. À, bé là ngón tay. Bé là ngón chút này á. Này con thế. Cứng. Cứng này á. Bé con ngón tay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
Thử làm cái này đi cho con lại ăn nhé. Ừ. Nè. Nó cắn đấy. Con đi chợ đi. Đấy, thì nó cắn về đấy. Nó cắn về rồi. Ừ, để cho nó ăn đi nha. Thì nó đi về rồi. Đi về đi. Nóng.
xem nữa. Đau phải không? Không đau đó. Cái này cho to bị đau đấy. Chảy máu đấy. Sợ quá nhỉ. Ăn cơm rồi á? Đói bụng không? Ăn chén nước đi. Vâng, ăn chén. Ăn chén quả đi. Cái quả này nhá, chú lấy cho, chú lấy quả này cho, chú bóc quả này cho nhá. Em đỡ hơn chưa? Một chút lên nhỉ. Trước là thấy em ho ho hay sao đó. Đây là thắt ho đấy. Cái này thì em phải uống đúng giờ đấy nhé. Em cất đi. Có người đang thấy em đi làm mệt về không không đủ sức đây, thì mua bổ sức cho em một cái này sức thì uống đi thôi.
Em biết có uống thuốc được không? Em bị cắt nữa. Đây thì bóc quả to to đùng cho em để ăn nhé. Cho ăn cơm hay ăn đền? Để ăn quả đi. Ăn quá đi. Ăn đền mò, thì nếu mẹ đưa đi làm gì đấy? Cô là toàn ngủ thôi. Mấy hôm nay con đi đâu ấy? Thì nữa mẹ con em đi chợ bán ốc thì theo em. Chợ bán ốc hả? Vâng. Ăn cơm chưa? Anh ăn cơm chưa? Anh ăn. Em xin nhé. Cả màu. Những quả màu xanh không phải màu hồng. Một cái nhé. Ăn quả bé bé. Thì anh có đi làm công trình của anh không? Có, thì anh có đi làm đấy. Vâng. Thì là đi con được tí, xong anh có lại công trình đi làm rồi. Anh định đi luôn mà. Thì anh lên. Thì nữa đi cùng nhau. Vâng, thì bây giờ chuẩn bị đi. Anh cứ đi qua chợ đấy để đi quản lý công trình. Anh có uống nước không? Anh được xin chú chứ. Em để ngồi ở đây với chú nhé, được chưa? Em để đi bạn ốc với mẹ nữa đúng không? Còn đây là chú bóc quả to đùng này để ăn rồi nhá. Để cơm cái này nữa. Đấy. Ăn mò mò nhá. Thì nên đi ở chợ xa xa ở kia nhá. Ăn mò mò đi mà không nói nhá. Ngon quá đi. Mình chung bóc quả này cho em bé ăn hết đi nhé. Em bé đợi mua. Đợi mua đi chợ á. Trời nóng lắm. Có áo tay ra em. Em còn đi bò ốc ở bên này. Bò ốc nữa. Con ở cùng với anh em đi bò ốc này. Em bé ăn quả này đây chú đi. Hồi mẹ làm việc nhé. Em bé mang đi chợ nhá. Bán mình bán cân bao tiền rồi? Đây bán tí thôi anh ạ. Đây còn vật tư vỏ nó nặng thì phải không mua. Thank you.
Mẹ à mới đi chợ nhé. Ừ, à mới ngủ đấy. Cái này lấy để đi giải. Vâng. Làm sao đấy? Con chào tôi. Dạ. Dạ. Con nó hộ con đường gì thì cho nó đi, đi đâu thì cho nó đi. Sao lại làm thế? Cái chỗ mù lại mỏi đây lại mỏi. Cái chỗ con dạy anh nè. Các mù đào xin nhau này các mù con. Dạ các. Các mù đào xin nhau này một. Các chân thấy nhau là các mù con. Các mù cao hơn. Các lò lò các chị tỏ chị ấy chị dùng các. Chị yêu cái này, cái yêu mua thế này, mua thứ cái mua cao hơn, mua thứ cái mua cao hơn, cứ chỉ dùng cao, mua thứ cái mua cao, đó các em thầy võ nha, tôi nhen nhau. Nhà nhà tháo giờ nhé, tìm nhà tháo ra. Nhà,
bé chỉ lo nhiều trò chế là che chỉ tranh luôn chế chỉ dùng nữa mỗi từ một mình ta cứ lò lò nghe nhá là ô chỉ tranh cái chế nó mù đời thì nhá là một lần mỗi từ bình một lần chỉ dùng cho con trai nó con trai đi nhiều tàn là nó nhá nó lò hết tiền chỉ trai đi tàn nhá là nó chỉ tàn à hay là nước này con nhóc đó đi dọn ra thì chỉ hẹn đó là hải lý phước để con nhóc con ก็นะ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 
Chú tập mua được không? Chú tập mua được. Ừ. Why?
Thank you.
Bánh tẻ này ngon quá. Các bạn bóc xem bé ăn nhá. À, ngon ngon thế. Xem nào, nó ngon quá. Ngon không? Ngon. Cần thiếu như thế này lắm. Cần thiếu như thế này. Đúng rồi, đúng rồi. Để nào ăn, thả mồm ăn. Chân chân, chân ít rồi, chân ít rồi. Đúng rồi. Ngon nào. Ngon quá. Không ngon à? Ngon. À, ngon. Đấy. Wow. Rồi, rồi. Ôi, ra rồi. Không sao, không sao. Này. Mẹ lấy cho, lấy cho. Đấy, ăn đi. Ngon à? Ngon quá. Đấy, ăn đi. Rồi, 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 rồi. Ngon không? À, ăn giỏi tê. Ăn nhiều vào nha. Ăn nó no xong thì mẹ tán nước cho xong là mới ngủ nhá, biết chưa? À. Mẹ đi câu con cá. À, đi câu con cá. Thì mẹ làm cái cần câu cho đi câu con cá nhé.